Xin mời quý vị chúng ta thật lớn, xin mời 100%. Quá tuyệt vời à, chúc mừng em hạnh phúc à. Chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức mơ chung một giấc. Cô dâu đứng yên là chú rể đi xuống để đi đây à. Thưa quý vị, như thường thường thì các cô ông của bà vẫn có câu như thế này: thế gian được vợ ông chồng, nên được cả ông lẫn bà đều uống rượu tốt. Quá tuyệt vời. Liên tục chương trình ngày hôm nay, sau đây ban tổ chức long trọng kính mời quý vị sẽ được trở lại với một chương trình tuyệt vời nhất ngày hôm nay. Xin phép đảm bảo không ở đâu có, đặc biệt chỉ ở đây có. Tại giây phút này, thời điểm này, tại chỗ này sẽ có một chương trình rất là hot được diễn ra mang tên Một Trận Đấu Ôm. Vâng, sau đây xin mời chú rể và cô dâu đứng kiểu Hàn Quốc cho em, xin mời. Hiểu ý ngay, kinh, chắc làm nhiều. Và thưa quý vị, trong ngày vui hôm nay thì một lần nữa cảm ơn được quý vị. Quý vị sẽ được đến với ngày hôm nay à. Em trước khi chương trình diễn ra xin phép hỏi chú rể à, trong thời gian yêu, đã yêu, bây giờ được cưới, đố chú rể biết trên người cô dâu điểm nào mềm nhất? Trả lời nhanh. Làm nhiều. Eo, đúng đấy, tỉnh tỉnh. Thưa quý vị, cái điểm mềm nhất trên người của phụ nữ đó chính là điểm ba chỉ nườn. Như ngày xưa cụ hay gọi là eo. Em xin mời cô chú rể hai tay để hai bờ eo cô dâu, xin mời. Từ cô dâu để tay Nguyên. Và sau đây quý vị, em sẽ hỏi đến cô dâu ạ. Trong thời gian yêu, đã yêu, bây giờ đích thực được cưới, đố cô dâu biết trên người chú rể điểm nào vừa cứng vừa mềm? Dĩ nhiên là phải rồi anh. Quá tuyệt vời, em bảo rồi, thế gian được vợ ông chồng nên được cóng lên bà, cái gì cũng biết. Và em xin mời cô dâu hai tay đến hai bờ vai chú rể. Sau đây với một nụ hôn tình yêu nắng mạng nhất trong ngày hôm nay sẽ được diễn ra. Xin phép bạn trước khi chương trình được diễn ra khoảng 3 giây, đề nghị như thế này. Quý vị là những phụ huynh có các em nhỏ dưới 1 tuổi và dưới 1 mét, yêu cầu chương trình diễn ra trước khoảng 3 giây. Quý vị bịt mắt các em nhỏ lại, tránh tình trạng sốc và phê đâu ạ. Em sẽ đếm từ 1 đến 3. Kết thúc con số 3, xin mời quý vị phải vỗ tay một lần, không cần vỗ tay nhiều lần, nhưng cháu vỗ tay phải kéo thật dài ra. Khi nào hết vỗ tay mới được nhả môi, hỏi chú rể khó làm được không? Hai mông cổ. Tôi chốt. Chơi. Quý vị nhớ là vỗ tay thật dài cho em, cứ một phút cũng được. Hứa này mà. Em sẽ đến từ 1-3 đúng không? Còn khoan, một phút ngắn quá nhỉ. Một phút vẫn ngắn. Thế thì tùy quý vị đúng không? Em sẽ đến từ 1-3 nhá. 1, 2, 3, hôn nhau đi. Vỗ tay kéo dài nhá. Cứ nôi thật dài nhá. Mạnh nữa đi. 10 giây rồi, ôi giời ơi. Ngoái đi, ngoái cháo. 15 giây rồi. Quá tuyệt vời đúng không? Mới có 20 giây đã nhả rồi. Xin chúc em hạnh phúc ạ. Nên tổ chức ngày hôm nay, thưa quý vị, từ đêm hôm qua đến ngày hôm nay là chú rể con nói nhỏ như thế này, ngày mai em sẽ một món quà được các bạn em tặng rất đặc sắc nhé. Ngày hôm nay cũng xin đảm bảo chưa ở đâu có. Vâng, sau đây xin mời đội gà trống của chú rể sẽ trở lại sân khấu trao quà cho đôi nương. Xin mời các bạn. Xin mời anh em trong đội gà trống của chú rể. Xin mời tất cả anh em chống lên sân khấu ạ. Xin mời. Một món quà ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay, và quý vị sẽ được trở lại với anh em trong đội gà trống trở lại sân khấu. Xin mời. Với một món quà tình cảm lãng mạn nhất trong ngày hôm nay, xin mời anh em.